Ok, what's up YouTube cho mọi người và hello mọi người đã quay trở lại với video mới này của mình. Và cũng khá là lâu rồi mình mới ngồi ở đây để làm video review vlog các thứ cho mọi người đúng không nhỉ? Nếu như mình nhớ không nhầm là đâu đó khoảng 5 năm vlog à, đúng không? Khoảng 5 vlog chắc phải hơn tháng đấy. Như các bạn đã đọc ở cái phần tiêu đề ở cái video này rồi là mình sẽ review cho các bạn hai cái đôi giày mà mình mới mua và cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà mình mua cái hai cái đôi giày này này thì mình thấy thực sự rất là thích, mình khá là ưng hai cái đôi giày này. Chắc là nếu như mà một số bạn đã follow cái Instagram của mình ở đây thì các bạn cũng đã biết được là mình mua hai cái đôi giày gì rồi. Đó là hai đôi mà đầu tiên xuất hiện tại cái tủ giày, cái collection giày của mình luôn. Đó chính là hai đôi Jordan 1. Như các bạn, nếu như mà bạn nào chưa xem cái video mà mình mua một cái đôi giày Jordan 1 ở video trước thì các bạn có thể click vào phần chữ Y ở bên tay trái hoặc phải này để xem là cái đôi Jordan 1 đấy mình mua nó sẽ như nào và mình mua tại đâu và cái giá nó sẽ rất là hấp dẫn. Và cái đôi giày đầu tiên là một đôi Jordan 1. Và nếu như mà mọi người đã từng sở hữu cái đôi giày Nike Jordan rồi thì các bạn có thể skip qua đoạn này, bởi vì là mình là có thể nói đến tới điểm hiện tại là mình là đây là một cái đôi giày đầu tiên trong cái tủ giày của mình, cái dòng giày Nike Jordan. Thì mình thấy là mình sẽ review cho các bạn. Thì đầu tiên sẽ là nói về cái hộp giày này. Về cái hộp giày này thì nó cũng khá là bình thường thôi. Mình cảm thấy là nó chất lượng nó không được tốt như những cái ở hãng giày mà mình hay mua, như kiểu như là những cái đôi Easy thì thường cái box của nó sẽ cứng cáp hơn. Và đằng trước sẽ có một cái dấu Scoot Nine ở đây và một chữ Nine ở đây thôi. Ở bên này sẽ là ghi size cũng như là mã của sản phẩm. Mọi người có thể thấy ở đây là mình đi size 10, cho nên là cái hộp này sẽ là size 10, nó cũng khá là to. Đối với một số những cái đôi giày mình mở thì thường là sẽ mở ngang như này hoặc là mở kiểu nó có nắp, nó có đóng lại một chút. Nhưng mà cái hộp giày mình mua ấy là nó mở ra này, mở ra nó mở rời hoàn toàn luôn. Oh my god, cái sticker của shop nó mở ra là nó mở rời hoàn toàn ngay luôn. Thì mình mua tại Head Factory cho nên là sẽ có một cái sticker của Head Factory và cộng một điểm cho Head Factory về cái dịch vụ. Có tổng cộng là hai sticker, các bạn có thể dán vào bất kỳ đâu. Ở đây là một cái many thank, một cái gọi là một cái cảm ơn của Head Factory mà gửi tới những bạn nào bạn đã mua sản phẩm của họ. Thì nếu như mà bạn nào đã xem cái video trước ấy, thì là cái đôi giày này mình đã thay dây rồi, mặc định của nó là dây màu đen, đúng không? Mặc định đôi giày của nó là cái dây giày màu đen thì mình không thấy ổn lắm, cho nên là mình đã thay dây sang cái dây màu đỏ và màu xanh lá cây. Thì cái phụ kiện của cái đôi giày này cho khá là nhiều, cho hẳn hai cọng dây, tổng cộng là các bạn có 4 cọng dây là hai cái màu xanh và hai cái màu đỏ. Thì ở đây mình đã thay rồi. Bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn mở hộp nó. Yeah. Oh my god. Wow. Siêu siêu đẹp. Thực ra là mình diễn thôi. Thực ra là mình điều này chán chê rồi, mình mới review cho các bạn. Xin lỗi các bạn nhá. Đây mình sẽ để tạm thời xuống. Thì hết rồi, không gì cả. Mỗi giày gói các thứ thôi là ok. Và trước mặt các bạn đây, đó chính là đôi Nike Jordan 1 A Star Ebon. Đây là một cái đôi giày Nike Jordan 1 A Star Ebon. Thì vì các bạn có thể thấy cái thiết kế của cái màu này là cái phần Scoot của nó này bao gồm là màu đỏ, màu trắng, màu xanh là cây và một chút những cái họa tiết của màu xanh là cây, màu rêu nữa. Về cái lịch sử của đôi giày này là mình nghe có một số những cái anh ở đấy nói là cái đôi giày này làm dựa trên một cái tờ báo ở bên nước ngoài, đó là một cái tờ báo mang tên là A Star Is Born luôn. Và mình không biết là gọi hai cái phần này, hai cái phần mình cầm này, không biết gọi tên nó là gì, cho nên là các bạn thông cảm. Thì ở hai cái phần này của nó ấy, nó là mình liên tưởng tới đến một cái đôi giày cực kỳ là hot và nổi, đó chính là đôi Jordan 1 Off-White. Thì hai cái phần này của nó này, mình hôm đấy mình thấy anh Andy bảo là chỉ duy nhất hai cái phần này, à chỉ có đôi này là duy nhất là
nó được hai phần này được mở ra, còn cả đôi như kiểu như là đôi Union thì phần này nó không được mở ra mà nó được may liền vào với cả cái này. Thì đây là một cái cũng gọi là một cái đặc điểm, một cái điểm cộng của cái đôi giày này, mà chính vì vậy nên mình đã cóp nó. Thì ở bên hai bên này nó có ghi chữ là Allstar, đây là bên là chữ Allstar, một bên là Bond, và có ghi cái năm sản xuất của nó, à có ghi cái năm là tháng 10 năm 1984. Thì đấy chỉ là cái sơ qua lịch sử về cái đôi giày này thôi, còn bảo chuyên sâu về tại sao nó như nào đấy thì chắc là mình sẽ không đề cập đến nhiều, bởi vì cá nhân mình là một người mới đam mê Jordan. Cho nên là chắc chắn là mình sẽ không có quá là nhiều những cái lịch sử với những cái đôi giày này. Và mình chỉ thấy rất đẹp là mình mua thôi. Và về cái phần da ở trên này thì mình thấy là cái phần da nó cũng làm cũng khá là tốt. Cũng không đến nỗi gọi là quá tệ như cái đôi Jordan khác, là các bạn đi vài lần là cái form đã gãy nát hết rồi. Nhưng mà mình đi có một số lần ý, nhưng mà các bạn có thể thấy để ý là cái phần này này, cái phần này của nó đã bị gọi là hơi nhăn nhăn một chút rồi, mặc dù là mình đã cho cả cái miếng chống gãy mũi giày rồi mà vẫn bị cao. Thì cái đôi này mình mua là bản 2. Ở đây sẽ có một cái pull tab, à có chữ Nike ở đây, và đằng sau thì đây các bạn có thể thấy đằng sau của nó trông rất là hầm hố vật chất. Quay đưa vào cái đặc điểm thứ hai của cái đôi này, đó chính là cái phần scoot này của nó. Các bạn nhìn nó như này thôi nhưng thực ra nó là double scoot, nó là hai phần scoot cộng lại với nhau. Thì ở đây sẽ là một cái lớp scoot này, các bạn thấy là viền màu đỏ không, là nó là cái scoot chính của nó. Sau đó thì đã thêu lên những cái màu ở tờ báo, các bạn có thể bỏ ra, các bạn có thể cắt cái này đi, thì là nó bên trong nó sẽ là một cái phần scoot màu đỏ. Và đây là phần đế của cái đôi Jordan này. Thì nó cũng không có quá là nhiều những cái đặc biệt. Thì nó cũng như bao cái đôi giày khác thôi, nó cũng không có quá là nhiều những cái sự đặc sắc như những cái đôi giày cao cấp luxury này kia. Ở đây có một chữ gọi là Nike và có một cái dấu scoot. Đây sẽ là một cái để nó cho cái đôi giày của bạn tốt hơn. Thực ra là lúc đầu mình không định mua cái đôi này, nhưng mà do là mình đi party của anh Ben ấy, nhiều người đi đôi này quá, và ngay vòng quanh hôm sau về mình đã mua cái đôi giày này. Và cái đôi giày này mình cũng đã có on-fit ở một cái bài post ở trên Instagram. Các bạn có thể click vào cái Instagram của mình ở phần mô tả bên phía dưới để có thể xem thêm về cái đôi giày này. Một cái đặc điểm nữa mà mình đi những cái đôi giày này mình chưa gặp phải, đó chính là mình chân mình là mang size 10, cho nên là đi một số những đôi giày như kiểu như là đôi Easy hoặc là đôi Paranoid, thì cái phần này khi mà mình đi thì thường là nó sẽ bị bè ra. Còn cái đôi giày này mình đi mình chưa thấy nó bè, ví dụ như là kiểu chân mình bị bè, nó hơi bị to ngang một chút ấy, cho nên là cái phần này của nó khi mà đi nó sẽ hơi bị bè ra một chút. Thì các bạn chắc là mình nghĩ các bạn sẽ hiểu. Mình sẽ cho các bạn xem qua cái tổng thể của cái đôi Allstar Bond này một lần nữa, thì mình sẽ unboxing thêm một cái đôi giày nữa. Đây, một bên giày xanh, một bên giày đỏ. Của nó, quên không nói với cả các bạn ấy, là về cái chất liệu da của nó sẽ là một cái chất liệu da không bóng và hơi sần một chút. Nó sẽ làm, mình nghĩ là cái điều sần này nó sẽ làm cho các bạn, đôi giày của các bạn nó sẽ giữ được lâu hơn. Bởi vì là nếu như một số những cái đôi giày bóng ấy thì chỉ cần đi vài lần là cái phần da này của nó nhăn hết, thì nhăn thì nó rất là xấu. Thì đôi giày này đã làm sần mặc định sần sẵn rồi, cho nên là các bạn cứ yên tâm đi cái đôi này thoải mái. Và cái điều mà mình thực sự rất là thích ở cái đôi này ấy, là cái phần này của nó được free, nó không như bao những đôi giày khác là nó được gắn liền vào như này, thì nhìn nó không được chất lắm thôi, chứ còn bình thường thì vẫn sự rất là ok. Ok, và đôi giày thứ hai cũng là một đôi Jordan nữa, nhưng mà nó lại một cái đôi Jordan 1 khác. Nhìn đây thì chắc là các bạn cũng đã biết rồi, các bạn thì nhìn thấy ở đây là một đôi Jordan 1 off season. Thì đây là một trong những cái đôi giày mà lúc đầu mình không định mua đâu, nhưng mà mình về mình thấy mình lúc đầu mình ở cửa hàng ấy thì mình thấy đôi này sao nó lại đơn giản thế, nó lại xấu, không phải là xấu mà là nó khá là khó mặc ấy. Nhưng mà về rồi thì mình thấy là mình suy nghĩ lại và mình đã mua cái đôi này ở cái shop khác. Mình đã mua cái này từ một bạn seller chứ không phải là mình mua tại shop. Thì đây, bên trong của cái đôi giày đây, thì đôi này mình cũng đã đi rồi. Nó có phụ kiện của cái đôi giày này thì là có một cọng dây màu xanh nước biển và một cọng dây mà một đôi dây màu xanh tím than. Thì đây sẽ là đôi giày của chúng ta, đôi Nike Jordan 1 Off-Season. Các bạn có thể thấy ở đây, mình sẽ tạm thời lấy nó ra.
Và trước mặt các bạn đây là một đôi giày Jordan 1 có một cái da ngon nhất trong tất cả những loại Jordan thì phải. Hôm đấy là mình nghe Andy Vũ nói thôi, chứ mình không biết gì về cái đôi này đâu. Mình thấy cái phối màu nó, tại sao nó đẹp như vậy. Các bạn có thể thấy là cái phối màu của nó là mình thực sự rất là thích. Nó cái phối màu của nó ấy là mình liên tưởng tới một cái đôi giày mà bản thấp. Đó là một cái đôi giày Jordan 1 Low Paris. Các bạn ấy thì màu nó không được đậm như cái màu này, nó là màu khác, nó là màu khác hoàn toàn luôn. Nhưng mà nó cũng có phối màu tương tự như vậy. Thì tại sao lại nói đây là một cái đôi giày có cái da ngon nhất? Thì mặc định nhá, là cái giá retail của nó là nó đã cao hơn so với cả những cái đôi Jordan khác 10 đô rồi. Ví dụ như là những cái đôi Jordan, ví dụ như cái đôi vừa rồi của mình đi, mình không biết nó là giá bao nhiêu nhưng mà giá là khoảng 200 đô đi. Thì cái đôi này mở bán ra nó đã là 210 đô. Và đồng nghĩa với việc là cái chất lượng da nó sẽ rất là ngon. Lúc đầu mọi người cũng bảo mình là cái đôi này mua đôi này đi da ngon lắm. Mình thì không tin cho đến khi mình đi thử ấy. Thì thực sự da ngon thật. Da nó ở cái mức độ nào đó, nó ở cái tầm, nó ở cái tầm chất, nó gọi là đẳng cấp. Cái da của nó ở cái tầm gọi là chất, phải nói là chất. Nó đi rất là mềm, nó đi rất là êm. Đây là một cái đôi Jordan 1 có tên là Off Season. Nó lịch sử của cái đôi này là như là mình lấy là lấy theo cái gì mái trường của cái trường gì hay sao ấy, mình không nhớ. Mà ở cái video trước cái anh bán hàng có nói mình là cái đôi này là biểu tượng cho cái trường gì, mình không nhớ lắm. Mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình. Thì cái màu của cái này nó phối rất là hài hòa. Ở đây sẽ là một cái màu gọi là một màu xanh nước biển sáng này. Ở đây sẽ là một cái màu, ở cái phần suit này của nó sẽ lại là một cái màu xanh nước biển kiểu như là navy. Ở đằng mặt, đằng lưỡi gà, ở cái phần trước của nó này cũng là một cái màu xanh nước biển. Một cái màu navy, màu cái màu midnight. Và cái màu chính ở trên đôi này đó là một cái màu xám, màu trắng kiểu ngà ngà. Và ở trên cái phần lưỡi gà của nó ấy, có một cái dấu là Nike. Và có in màu xanh nước biển của cái phần này luôn. Và các bạn có thể thấy là cái phối màu này nó thực sự rất là đơn giản. Nhưng mà không hiểu sao nó lại để cho mình khá là nhiều những cái ấn tượng về cái đôi giày này, nó nhiều đến vậy. Thì mình đã thay dây của nó là cái dây màu xanh nước biển cùng với cả cái phần da này rồi. Để mình đi có thể nó sẽ nổi hơn và nó sẽ đẹp hơn. Cái đôi này mình đi khá là êm. Mình đi cảm giác như nó rất là nhẹ, mặc dù cái đế của nó không phải là đế Nike nhá. Mình mua cái đôi này của bạn seller thì mình cũng chưa tin tưởng lắm, bởi vì là gần đây có cái vụ là cái đôi Off Season này phất rất là nhiều. Đây, để cho các bạn xem qua cái đế của nó. Đó, đây là đôi đế của cái đôi giày đấy. Thì nếu như mà trên này các bạn có thể check qua được cho mình thì mình sẽ cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có như mình check ở trên app ấy thì cũng thấy app báo là đôi này là out. Thì không biết là các bạn như nào, các bạn có thể check giúp mình được không? Thì đây là phần đấy của nó này. Mình sẽ cố gắng pause lại một vài giây để cho các bạn có thể xem. Xung quanh dấu scoot như là cái phần E của nó. Đây là đằng sau. Phần này đây. Và phần đằng sau đây. Thì mong là các bạn sẽ check giúp mình. Mình check qua app rồi đây, mình có check qua app qua đây. Thì app báo là đôi này là out. Nhưng mà hôm trước mình có xem qua ở trên hội thì một số bạn lại bảo, nói chung là người này nói ra người ta nói vào, mình không tin tưởng cho lắm. Đây, mình có check qua trên app đây. Thì đây là Air Jordan báo là pass, đã vượt qua cái bài test này của họ. Thì về lý do tại sao ấy mình lại mua hai cái đôi Jordan này là, các bạn có để ý không, là những cái năm gần đây ấy, thì những cái đôi Nike collab ở ngoài rất là nhiều. Và dường như là những cái bản Easy, những cái đôi giày của Easy, những cái đôi giày của Adidas thường đã bị quên lãng thì phải. Nhưng mà không sao, mình vẫn sẽ luôn ủng hộ những cái đôi giày của Adidas. Như là những cái đôi Easy Ver 2 đời đầu mà mình đã từng mua là đôi Oreo và đôi Easy Cream White ở đây. Là nước và thì những cái năm gần đây là những cái đôi giày Nike Jordan này nó lại hot ở cái thị trường, nó hot trở lại. Còn trước đấy thì thực sự là chả ai quan tâm đến một cái đôi giày Nike Jordan nào cả. Và cái đôi giày Off Season này mình không định mua đâu, mình nói thật với cả các bạn luôn, mình không định mua đôi này. Bởi vì là các bạn có thể thấy là ở cái trên feed ở trên Instagram của mình ấy thì rất là ít những cái đôi, rất là ít những cái màu xanh nước biển. Và chính vậy nên mình đã tự thử thách bản thân mình là mua những cái đôi giày mà rất ít đồ ở trong tủ đồ của mình để mình có thể tập phối đồ.
mình sẽ cố gắng là cho những cái bộ outfit chất lượng hơn về cái đôi Obsidian này, để các bạn có thể có thêm sự lựa chọn nhiều hơn về những cái màu sắc ở tùy bộ outfit. Về cái đôi A Style Bond kia thì mình mua là vì mình tự hỏi là tại sao trong tủ đồ của mình lại không có một cái đôi Jordan nào, mặc dù là mình là một người lúc đầu không có để ý Jordan cho lắm. Thì đến bây giờ cũng thực ra thì cũng chẳng có để ý nhiều đâu, chỉ có thấy đôi nào đẹp là mua thôi, chứ không có gọi là bắt buộc phải ca bằng được hay như nào cả. Và tổng kết lại thì đây đều là hai cái đôi giày mới đầu tiên xuất hiện ở trong cái tủ đồ, cái collection giày của mình. Và chắc chắn là mình sẽ rất thích hai cái đôi giày này, và mình sẽ cố gắng là mua thêm những cái bản nó hot hơn một chút. Và mình biết là bây giờ mình mua Jordan ý là cũng sau các bạn khá là nhiều rồi. Và các bạn có những đôi Jordan nào rồi thì hãy comment bên phía dưới để cho mình biết là các bạn đã nghiện Jordan đến đâu rồi. Mình thì mới chỉ nghiện hai đôi thôi, bởi vì là không có tiền mua thêm những cái đôi khác. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng là mua thêm những cái bản Jordan khác hiếm hơn, màu đẹp hơn, và nó mình khá là thích. Và nếu thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share và một subscribe bên phía dưới. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.